Kính chào quý vị đã quay trở lại với chương trình Đặt Cược Sổ trên kênh FBNC. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với phần điểm tin thị trường trong nước và quốc tế. Kính thưa quý vị, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines vừa có kiến nghị lên Bộ Giao thông Vận tải thông qua chủ trương bán bớt tàu giá rẻ để cắt lỗ trong thời gian bối cảnh kinh doanh khó khăn. Cụ thể, Tổng công ty kiến nghị thông qua chủ trương là bán 6 con tàu. Trong văn bản kiến nghị thì Vinalines cho biết dù đã rất nỗ lực, tuy nhiên việc khai thác các con tàu này luôn bị thua lỗ và kéo dài vì tàu cũ, kỹ thuật xuống cấp và cước vận tải quá thấp, không đủ để bù cho chi phí hoạt động. Bình quân giá trị 6 con tàu được định giá mua trước đây hơn 300 tỷ đồng một con tàu, nay dự kiến bán với giá thấp hơn giá mua vào bình quân thấp hơn 10 lần. Công ty cổ phần cơ điện lạnh mã chứng khoán là REE vừa công bố một số thông tin về việc niêm yết cổ phiếu. Cụ thể, ngày 8 tháng 6 thì REE đã niêm yết thêm hơn 40 triệu cổ phần, 40,44 và chính thức giao dịch số cổ phiếu này từ ngày 20 tháng 6 tới. Sau khi niêm yết thêm, tổng lượng cổ phiếu niêm yết của REE lên mức là hơn 320 triệu cổ phiếu, tương ứng với vốn điều lệ hơn 3.100 tỷ đồng. Trước đó thì trong cuộc họp đại hội cổ đông thường niên hồi cuối tháng 3, lãnh đạo công ty khẳng định cần thêm thời gian để quan sát thị trường và chưa có quyết định mở ROM ngoại lên trên 49%. Hiện ROM cho nhà đầu tư ngoại REE luôn cạn. Đối với kế hoạch niêm yết thêm hơn 40 triệu cổ phiếu mới, khiến ROM ngoại hở thêm khoảng tương đương một nửa số cổ phiếu mới niêm yết thêm đợt này. Một thông tin lạc quan cho những doanh nghiệp khởi nghiệp, theo dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, các doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ được hỗ trợ 5% thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp so với mức đề xuất thuế suất phổ thông trong thời hạn tối đa là 5 năm kể từ ngày doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, chính sách này không ưu tiên cho tất cả các doanh nghiệp khởi nghiệp, mà dự thảo quy định này áp dụng hỗ trợ thuế suất 5% cho nhóm doanh nghiệp khởi nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên. Vừa qua, công ty cổ phần xi măng La Hiên vừa đưa 10 triệu cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, mã chứng khoán là CLH. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 12.300 đồng một cổ phiếu. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty xi măng La Hiên là sản xuất xi măng, vôi và thạch cao, kinh doanh vật liệu xây dựng. Công ty này có vốn điều lệ là 100 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ góp vốn của Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV CTCP đó là 51,4%. Năm 2015 thì xi măng La Hiên đạt doanh thu hơn 646 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế là gần 27 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm trước đó. Kính thưa quý vị, xin được chuyển sang các thông tin về thị trường chứng khoán Mỹ. Kết phiên giao dịch ngày 9 tháng 6 thì chỉ số Dow Jones giảm hơn 0,1%, S&P 500 giảm gần 0,2%, còn Nasdaq giảm hơn 0,3%. Dẫn đà giảm điểm là nhóm năng lượng sau khi giá dầu cũng mất đà tăng giá 3 phiên liên tiếp. Thị trường chứng khoán toàn cầu bị ảnh hưởng khi thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu, ông Mario Draghi, cảnh báo rằng chính sách tiền tệ không đủ để xóa tan rủi ro tăng trưởng thấp và hoạt động sản xuất kém của khu vực châu Âu. Châu Âu còn đang chờ một sự kiện quan trọng khác, đó là cuộc trưng cầu dân ý diễn ra tại Anh hôm 23 tháng 6, quyết định xem Anh sẽ ra đi hay ở lại Liên minh châu Âu. Thống đốc ECB, ông Draghi cũng nhận định rằng nếu Anh rời EU thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giao thương và tăng trưởng của cả Anh và khu vực. Trong khi đó, tại Mỹ, các nhà đầu tư cũng trong tâm lý giao dịch cầm chừng, chờ cuộc họp của Fed diễn ra vào thứ Năm và thứ Sáu tuần sau. Kính thưa quý vị, Amazon vừa ra mắt dịch vụ giao hàng thực phẩm tại Anh Quốc. Bước đi này của Amazon càng làm tăng áp lực cạnh tranh đối với các siêu thị truyền thống vốn đang chật vật với cuộc chiến giá cả. Cổ phiếu của Amazon tăng nhẹ hơn 0,1% trên thị trường Mỹ. Trong khi đó, thì cổ phiếu của Sainsbury's giảm hơn 1,2% trên thị trường London. Thị trường bán lẻ của Anh được xem là một trong những thị trường phát triển nhất thế giới với 4 đại gia trong ngành đang thống lĩnh, đó là Tesco, Sainsbury's, Asda của Walmart và Morrison. Hiện nay thì 4 đại gia này đang chịu sự cạnh tranh khốc liệt của dịch vụ giao hàng, đặc biệt đó là Ocado, cũng như bị cạnh tranh thị phần từ các nhà bán lẻ giá mềm như Aldi và Lidl của Đức. Chưa dừng lại ở đó thì hãng bán lẻ lớn nhất thế giới là Amazon vừa cho ra mắt một dịch vụ giao hàng khác tại Anh mang tên là Amazon Fresh Food. Theo hãng nghiên cứu IGD, thị trường bán lẻ trực tuyến của Anh sẽ trị giá khoảng 17,2 tỷ bảng vào năm 2020. Amazon Fresh sẽ cung cấp dịch vụ giao hàng tạp hóa đầy đủ. Amazon dự định sẽ dùng phương tiện giao hàng vừa và nhỏ và giao ngay trong ngày. Theo chuyên gia phân tích, trong ngắn hạn thì Sainsbury's sẽ là nhà bán lẻ bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ dịch vụ Amazon Fresh trong số 4 đại gia bán lẻ tại đây. Còn Tesco và Ocado cũng bị ảnh hưởng vì đây là hai hãng có thị phần bán lẻ thực phẩm trực tuyến lớn nhất của London.
Các nhà điều tra an toàn xe hơi của Mỹ đang xem xét báo cáo về vấn đề hệ thống treo gặp sự cố đối với mẫu xe S của Tesla Motor. Người phát ngôn của chính phủ Mỹ đã khẳng định điều này vào hôm 9 tháng 6. Ông Brian Thomas, người phát ngôn cơ quan an toàn giao thông cao tốc quốc gia cho biết hiện đang tiến hành điều tra vấn đề khung sườn của Tesla Motor dòng xe S và đang tìm thêm thông tin từ phía người sở hữu xe và công ty. Việc xem xét là một bước đi trước khi cơ quan an toàn giao thông quyết định có mở một cuộc điều tra chính thức, có thể dẫn đến một cuộc triệu hồi xe vì lý do an toàn hay không. Cơ quan này cũng đã nghe được là Tesla đã có một thỏa thuận ngầm với một chủ nhân của chiếc Tesla S để giải quyết vấn đề hệ thống treo. Cổ phiếu của Tesla đã giảm 2,6%, còn 229,36 đô la trên sàn Nasdaq. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị cùng chuyển sang các thông tin về thị trường chứng khoán ở châu Á. Thị trường chứng khoán phiên cuối tuần tại các nơi này đều tiếp tục giảm điểm với cùng nguyên nhân với thị trường chứng khoán Mỹ đêm hôm trước, đó là giá dầu giảm. Ngoài dầu thì các loại hàng hóa khác cũng giảm theo đà tăng của đồng đô la. Kết phiên giao dịch ngày 10 tháng 6, các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc đều đỏ sàn. Tại Úc, dẫn đà giảm điểm là nhóm các cổ phiếu tài chính, nhóm năng lượng và nhóm nguyên vật liệu. Đồng đô la mạnh lên khiến giá hàng hóa giảm xuống, ảnh hưởng đến các mã khai khoáng, năng lượng và nguyên vật liệu. Đáng chú ý là nhóm năng lượng bị ảnh hưởng nặng sau khi giá dầu thế giới mất đà tăng 3 phiên liên tiếp. Cổ phiếu của Santos giảm gần 1,6%, Oysters giảm gần 2%, Inpex giảm gần 3,7%, Woodside Petroleum giảm 1,2%. Cũng tại Úc, cổ phiếu khai khoáng Rio Tinto giảm gần 3,2%, Fortescue giảm 1,4%, BHP Billiton giảm hơn 4,2%. Trong khi đó, thì tại Nhật, đồng yên vẫn duy trì ở mức cao ảnh hưởng đến các cổ phiếu xuất khẩu. Còn tại Hàn Quốc, một số mã vốn hóa lớn giảm kéo cả sàn đi xuống. Chẳng hạn cổ phiếu của Lotte Group, hãng này vừa bị điều tra đột xuất quanh cáo buộc bị nhận hối lộ. Cổ phiếu của Lotte Shopping giảm hơn 1,3%, còn Lotte Hemart giảm 2,3%. Thị trường chứng khoán Trung Quốc tiếp tục đóng cửa nghỉ lễ. Sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chi tiết vụ việc tòa nhà Lotte bị bao vây của cảnh sát. Thì sáng ngày 10 tháng 6, lực lượng chức năng đã bắt đầu quá trình khám xét và kiểm tra trụ sở chính của tập đoàn Lotte tại Hàn Quốc. Nhà riêng của các thành viên trong tập đoàn gia đình này cũng bị điều tra sau cáo buộc nhận hối lộ phanh phui hồi tuần trước. Reuters và giới truyền thông Hàn Quốc đưa tin sáng ngày 10 tháng 6 thì những điều tra viên của nước này đã ập vào trụ sở chính của tập đoàn kinh doanh lớn thứ 5 quốc tế để tiến hành các hoạt động khám xét. Cuộc kiểm tra xảy ra ở thời điểm Lotte Hotel, một thành viên của tập đoàn Lotte đã phải hoãn lại thương vụ IPO lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc vì bị phát hiện nhận hối lộ của công ty mỹ phẩm là Natural Republic. Theo ghi nhận, có khoảng 200 điều tra viên đã vào cuộc để tiến hành khám xét trụ sở chính cùng với 7 chi nhánh của tập đoàn. Nhà riêng của các thành viên trong ban lãnh đạo Lotte cũng không ngoại lệ, bao gồm cả tư gia của chủ tịch tập đoàn ông Shin Dong-bin. Hiện tại thì vẫn chưa có kết luận nào được cơ quan chức năng công bố. Riêng phía Lotte, tập đoàn này cũng từ chối tiết lộ những chi nhánh nào bị lục soát lần này. Vừa rồi thì quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số thông tin trong nước và quốc tế. Sau đây thì chúng tôi xin mời quý vị cùng nghỉ giải lao trong ít phút trước khi quay trở lại với phần 3 của chương trình.